Một phim Bully và những người bạn. Tập phim không được di chuyển bình xịt chữa cháy. Sao? Thật hả? Mình không biết nhảy thật. Mình tiêu rồi. Vì mình chúng ta sẽ hạng chót trong cuộc thi. Vậy giờ sao? Mình thật không biết là cậu không biết nhảy. Đừng buồn về chuyện đó. Mình sẽ giúp cậu mà. Thôi nào Johnny, mình cá Cindy sẽ muốn cổ máy nhảy quyền thoại của Food Room là mình dạy hơn đó. Cái gì? Nếu cậu là cổ máy nhảy thì mình sẽ là vua nhảy. Cậu muốn đấu với nhau không? Ai sợ ai? Không tệ đó Johnny. Mình biết, cậu cũng không tệ. Nè, xem mình biểu diễn. Xem đây. Cindy, mình cũng nhảy không giỏi, nhưng hai cậu ấy có thể giúp nhảy tốt hơn đó. Thật sao? Vậy nhóm mình sẽ không đứng chót nữa rồi. Không thể nào, mình sẽ hạng nhất. Hạng nhất, thật sao? Làm tốt lắm. Làm được chưa? Cuộc thi nhảy. Đặt một cái ở đây nữa. Trang bị đầy đủ các bình chữa cháy là việc quan trọng, để khi dùng ta biết cần lấy nó ở đâu. Được rồi, cảm ơn Joe đã giúp đỡ lắp đặt nó nha. Đương nhiên, tôi chắc nó sẽ là một cuộc thi thú vị. Bọn trẻ đã luyện tập rất chăm chỉ, cậu nên đến xem chứ. Tôi sẽ đến. Mình không thể nhìn thấy được đấy. Sao lại để bình chữa cháy ngay chỗ này chứ? Hay lắm. Mình nghĩ không ổn rồi. Nè các cậu. Peter, tiếp theo đến bọn mình đó. Nghe nè, mình có mang vũ khí bí mật đó. Hãy xem đây. Vũ khí bí mật. Cái gì đó? Và bây giờ đội tiếp theo, hãy mời nhóm Cindy và những chàng trai thị trấn Broome. Dễ thương quá đi. Thôi nào Cindy, chúng ta sẽ thắng cho mà coi. Này, cậu sẽ ổn thôi, cứ để bọn mình. Bộ đồ không thoải mái chút nào. Chuẩn bị nào. Mình không thích chút nào. Giờ cậu tin mình chứ? Sẵn sàng chưa Cindy? Cùng làm nào. Mọi người mau xuống sân khấu đi. Dạ. Bình chữa cháy để ở chỗ đó là có lý do cả. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Thật sự xin lỗi Roy. Suýt nữa tôi đã gây ra một tai nạn lớn rồi. Em còn không biết có bình xịt đó nữa mà. Em cũng vậy. Vậy mọi người hãy nghe đây. Bình xịt chữa cháy sẽ có công dụng như một vòi nước xịt chữa cháy. Chúng ta cần phải đảm bảo bình xịt để ở nơi dễ nhìn thấy và dễ lấy. Tránh để nó ở những nơi có ánh nắng trực tiếp và nơi ẩm mốc. Thường xuyên kiểm tra bình xịt để tránh việc hư hại và bị mòn. Kiểm tra độ rung của bình mỗi tháng để chất bên trong không bị đông cứng. Dạ, cảm ơn rồi. Xin đi, dành lời khen cho buổi biểu diễn tối nay. Đúng rồi, cậu đã biểu diễn rất tuyệt đó. Cảm ơn các cậu, bọn mình đã luyện tập chăm chỉ mà giờ nó kết thúc rồi. Cô không biết nữa Cindy, sao con không quay lại xem? Hả? Diễn thêm nữa.
mục tiêu Bully và những người bạn. Tập 18, bị mắc kẹt trong thang máy. Làm sao mình biết lạc đà sống ở đâu chứ? Lạc đà sống ở sa mạc. Wow, cậu thật thông minh. Còn cá sấu, chúng sống ở trong đầm lầy. Đây là câu hỏi cuối cùng. Cậu có biết khỉ đột sống ở đâu không? Mình nghĩ rằng mình đã quên cái này rồi. Có thật không? Vậy thì vẫn còn một câu hỏi. Làm sao đây? Mình hiểu rồi. Chúng ta có thể tìm trên mạng. Các cậu có thể sử dụng máy tính tại nhà của mình. Máy tính hả? Được rồi, hãy đi chơi trò chơi điện tử đi. Ấy là đi làm dự án nghiên cứu thôi. Chúng ta đi thôi. Hả? Nhanh lên sạc. Có vẻ như đã hoạt động bình thường rồi. Làm ơn giữ cửa giùm. Tôi nợ chú một lần. Cậu có biết nếu cậu chặn cửa đột ngột như vậy thì thang máy có thể sẽ bị hư hay không? Tôi không biết. Đó là lý do tại sao thang máy thường xuyên bị hư, là vì sự bất cẩn của mọi người. Tôi rất xin lỗi, tôi sẽ không làm điều đó nữa. Sạc, cậu đâu tải xuống trò chơi nào? Peter, tới làm bài tập chứ không phải để chơi đâu. Chúng ta chỉ chơi một chút thôi và sau đó làm bài tập về nhà. Peter, hãy xem cái này. Johnny, đây chỉ là cái thang máy. Lần đầu tiên cậu đi thang máy. Phong cảnh bên ngoài tuyệt vời quá. Nhìn đó kìa, chúng ta có thể thấy tòa thị chính. Mình thấy rồi. Nè hai cậu không được dựa vào đó đâu. Chúng ta đã tới chưa vậy? Chưa tới, có chuyện gì vậy? Có khi nào thang máy bị hỏng không? Các cậu có sao không? Làm thế nào chúng ta ra khỏi đây? Mình có một ý kiến. Ai đó giúp tôi với. Chúng tôi bị mắc kẹt ở bên trong. Có ai không? Có nghe thấy không? Bình tĩnh lại đi. Mình không muốn thang máy rơi xuống lần nữa đâu. Chúng ta phải làm gì? Bấm nút khẩn cấp đi. Mình kiểm tra thang máy ở đây nữa là hết việc. Có ai nghe thấy không? Có vấn đề gì? Thang máy đột ngột bị dừng lại và tụi con kẹt trong này rồi. Ông tới liền đây. Hãy cứu tụi con ra ngoài. Đội cứu hộ nghe đi. Tất cả mọi người hãy đến Room Villa ngay lập tức. Ở đó có một tai nạn. Được rồi. Ở đây, ở đây. Đừng lo lắng chú Builder. Tụi con sẽ cứu họ. Roy và mình sẽ lên mái nhà để cứu tụi nhỏ. Haley, cậu chuẩn bị đồ để tụi mình đu dây lên. Được rồi. Amber, cậu có thể kêu tụi nhỏ bình tĩnh không? Được, Bully. Mấy đứa, có nghe không? Amber, cứu tụi em đi. Tụi em sợ thang máy rơi xuống nữa. Đừng lo lắng, đội cứu hộ đang ở đây. Tụi em chỉ cần giữ bình tĩnh. Được rồi, tụi em sẽ cố. Bully, cậu sẵn sàng chưa? Đi, Roy. Được. Rồi, chuẩn bị cần cẩu. Được rồi. Tụi em có ổn không? Ollie. Chị rất vui vì tụi em an toàn. Cảm ơn chị đã cứu tụi em. Sạc, nhấn nút khẩn cấp là việc làm đúng đắn nhất đó. Đây là thời điểm hoàn hảo để nói về an toàn khi đi thang máy. Khi tụi em đi trong thang máy, hãy chắc chắn rằng dây dài và quần áo của mình không bị kẹt ở cửa ra vào. Đừng giữ cửa để cửa không đóng lại. Đừng bao giờ nhảy lên nhảy xuống khi ở trong thang máy hoặc đập vào cửa, vì như vậy thang máy có thể dừng lại. Nếu như thang máy dừng lại rồi thì đừng bao giờ cố gắng mở cửa ra, nếu không có thể rơi xuống dưới. Việc tốt nhất nên làm là giữ bình tĩnh, sau đó nhấn nút khẩn cấp và chờ đợi mọi người đến giúp đỡ. Thật dễ dàng có phải không? Dạ, tụi em hiểu rồi Amber.
Ờ, thang máy có thể hoạt động lại ngay bây giờ rồi. Xong rồi ha ông. Sạc, chúng ta mau đi chơi game đi. Đi nhanh nào Sạc. Ờ, chờ đã. Chúng ta phải làm bài tập về nhà trước. Nè mấy đứa, nhớ là đừng có chạy nhảy ở trong thang máy đó. Dạ, tụi con biết rồi. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Vua của bài kiểm tra an toàn giao thông. Để làm nó, cậu nên làm như vậy. À, như vậy. Được rồi, mình bỏ cuộc. Cuộc thi an toàn giao thông với đội cứu hộ. Hả? Các cậu đang làm bài kiểm tra giao thông hả? Cậu có muốn tham gia không? Cũng được. Tuyệt vời. Tim và Tommy sẽ tham gia thành một đội. Còn cậu? Mình với Kevin. Kevin và cậu. Chúc may mắn. Mình có linh cảm. Cậu sẽ cần nó. Kevin. Hả? Làm bài thi với mình. Đi mà. Sao mình phải tham gia cuộc thi này chứ? Ê, Kevin. Bọn họ thật sự tham gia à? Ừ, dù sao cũng có người đứng hàng chót. Mình tham gia. Hả? Cuộc thi an toàn giao thông. Kevin. Và bọn mình chắc chắn sẽ thắng. Oh yeah. Chào buổi trưa những người dân dễ thương của thị trấn Rum. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi an toàn giao thông cho trẻ em ngay bây giờ. Chết mình, đang run phải không? Hồi hộp quá. Và bây giờ câu hỏi số 1 bắt đầu. Làm thế nào để chúng ta có thể băng qua đường khi xung quanh không có biển báo hiệu? Trả lời, chúng ta phải xem xe có tới không, rồi đợi xe dừng lại và giơ tay lên để qua. Phải, đáp án chính xác. Đội đỏ giờ có 5 điểm. Hay lắm. Được rồi, câu hỏi tiếp theo là nếu như ta đang đi xe đạp mà muốn băng qua bên kia đường, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải dừng xe đạp lại rồi đẩy xe đi qua bên đường. Đội xanh, chị Huyền đó. Hay lắm. Con xe hơi không thể dừng lại ngay được, vì nó cần khoảng cách để thắng lại. Chúng ta bắt buộc phải tắt dây an toàn mỗi khi chúng ta chạy xe. Em sơ ý bấm lộn nút trả lời. Cố lên các con. Kevin, đất, cố lên. Cố lên. Wow. Câu tiếp theo, ai trong hình sẽ ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất? Trả lời số 4. Sai, chị xin lỗi. Rồi, đội Giang. Không. Đúng rồi. Mình nhớ Bô Ly đã từng cứu qua mình khi mình đang đứng ngay góc đường. Đúng rồi, câu trả lời là số 2. Góc đường là nơi nguy hiểm nhất. Chính xác. Đội Giang hiện đang có 50 điểm. Nào, câu hỏi tiếp theo, đâu là nơi thích hợp để chúng ta có thể chạy xe điện hoặc trượt ba tít? 1. Bãi đậu xe. 2. Con hẻm. 3. Khu vực đang thi công. 4. Sân chơi. Thôi Đỗ Giang, để xem họ trả lời đúng hay không. Mình nhớ là dù con hẻm hay đường một chiều có ít xe thì vẫn nguy hiểm. Chúng ta chỉ nên chạy khi không có xe. Câu trả lời sân chơi, bởi vì nơi đó không có xe. Trả lời chính xác. Được rồi, giờ là câu hỏi tiếp theo. Khi trời tuyết, không được mặc quần áo màu trắng và để tay ra khỏi túi. Chắc chắn 100% ta sẽ gặp tai nạn nên không được làm như vậy. Tránh những con đường có khu thi công và tìm đường tắt để đi. Wow, thật ngang tài ngang sức. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này trị giá 100 điểm. Đội nào trả lời đúng thì sẽ là đội chiến thắng. Có 3 điều nào là điều quan trọng nhất ta cần phải biết để phòng tránh các tai nạn giao thông? Rồi, đội xanh. Được rồi, giờ đến lượt đội đỏ trả lời. Khi bạn chuẩn bị băng qua ngã tư và khi đèn xanh sáng lên. Đó không phải là câu trả lời đúng. Giờ đội vàng có lượt trả lời. Kevin, đất, cố lên. Đúng rồi. Nhớ lần bọn mình chạy tới nhà Jenny không? Bọn mình đã xém gặp phải tai nạn khi băng qua đường. Đúng rồi. Và Polly đã chỉ bọn mình cách.
Đèo số 1, tập thói quen luôn dừng lại. Đèo số 2, giao tiếp bằng mắt với tài xế. Và 3, luôn phải để mắt vào xe cổ khi chúng ta băng qua đường. Phải, đội vàng, trả lời chính xác. Lâm Chúc mừng. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Giỏi lắm. Tốt. Nào mọi người hãy cười lên nào. Đúng rồi. Tốt. Tập phim mình muốn được ca ngợi. Ồ, hay thật đó. Bruner giỏi thiệt đó. Hey. Công nhận màn tung hứng của Bruner là xuất sắc nhất. Wow. Hả? Có chuyện gì vậy chú Builder? Có ai đọc báo chưa? Có bài viết về Pork. Pork đã làm một chuyện vô cùng tuyệt vời. Mày chuyện tuyệt vời Pork làm là gì vậy chú? Xem nè, họ viết cái gì trong này. Bài báo viết là Pork đã tìm được món đồ cổ rất quý giá lúc đang dò tìm nguồn nước ở trong nhà chú Musty. Wow, đúng là không thể tin nổi. Đáng nói hơn, đó còn là món đồ cổ 100 năm tuổi đó. Món đồ cổ 100 năm tuổi hả? Mấy thứ phế liệu đó thì ai mà thèm. Không, con sai rồi. Người ta nói đó có thể là của xe cảnh sát trong huyền thoại tên Thunder. Chú nghe nói Wheeler sẽ giữ nó cho tới khi được đưa tới viện bảo tàng. Một chuyện quan trọng như vậy sao cậu không kể cho tụi mình nghe? Đó là chuyện rất đáng để tự hào mà. Dumbo nói đúng rồi đó. Thôi mà, tại sao ông lại từ chối? Tôi nói không được tức là không được. Tôi chỉ muốn xem qua một chút thôi. Musty, lỡ ông làm trầy nó thì tính làm sao đây? Chú đừng lo, con hứa sẽ cẩn thận mà. Không được, chú nói không là không. Chắc là không được rồi. Nghe tôi nói đây Wheeler, chúng tôi chỉ muốn xem nó một chút thôi. Rõ ràng nó được phát hiện ở nhà tôi thì đương nhiên là đồ của tôi rồi. Vấn đề không phải là nó nằm ở đâu. Đây là di tích lịch sử. Cảm phiền ông về cho. Ông nhỏ mọn quá. Cái gì? Tôi nhỏ mọn? Ông nói tôi nhỏ mọn chứ sao? Tôi đang nói ông đó. Con nghĩ mình nên bình tĩnh lại. Tình bạn bè tới đây là chấm dứt. Được thôi. Ai cần người bạn như ông. Wow, câu chuyện của Pork được lên trang đầu. Không ngờ là món đồ đó tới 100 tuổi. Mọi người, lại có rắc rối rồi. Chuyện gì vậy, Haley? Thì chú Musty với chú Wheeler đó, họ không chơi với nhau nữa. Sao kỳ vậy? Mình đi chung với chú Musty tới tiệm của chú Wheeler. Bọn mình chỉ muốn xem món đồ cổ của Pork tìm được một chút thôi. Chỉ vì chuyện đó mà họ không chơi với nhau nữa thì tiếc quá rồi. Mình đã cố ngăn họ lại, nhưng ai cũng giận hết. Nên mình nghĩ có thể đội cứu hộ sẽ giúp được. Ủa, sao vậy? Cậu đang buồn chuyện gì hả? Hãy lo lắng chuyện gì? Cậu xem, tất cả mọi người đều tập trung vào Pork. Phải chi mình cũng tìm được đồ cổ. Hay là cậu thử tới đào xung quanh nhà chú Musty đi. Biết đâu còn gì sót lại ở đó thì sao? Hả? Đúng vậy, vậy mà mình không nghĩ ra. Cái gì? Con muốn đào sân nhà chú lên à? Dạ. Biết đâu con sẽ tìm được thứ gì tuyệt vời hơn Pork rồi được đưa lên trang đầu nổi tiếng hơn Pork thì sao? Đi chú, chẳng lẽ chú không thích đọc bài báo với tiêu đề là kho báu thứ hai được tìm thấy ở nhà ông Musty sao? Và người đào được là con. Được, vậy con cứ đào đi. Rồi chúng ta sẽ nổi tiếng. Sao? Đi xin lỗi ông ấy hả? Không có chuyện đó đâu. Con biết, nhưng mà chú cũng nên hiểu cho cảm giác của chú Musty chứ chú. Không được, chú không làm đâu. Ráng thuyết phục cũng chỉ là mất thời gian thôi. Ôi không. Tính sao đây? Chú Musty ơi, ở đây có cái gì nè. Thiệt hả? Là cái gì vậy? Bruner, đó chỉ là rác thôi. Dạ, chắc vậy quá. Vậy để con tìm tiếp.
Luna, chú thấy mình cũng nên dừng lại. Chút nữa đi chú, con có cảm giác nếu đào tiếp con sẽ phát hiện được thứ gì đó. Thôi con đừng có đào nữa, nếu có thì đã tìm được rồi. Con làm nguyên cái sân nhà chú lộn xộn lên hết rồi. Chú Musty ơi, chú coi, bên đó còn một cái cây nữa, chắc dưới đó có cái gì đặc biệt á. Thôi đủ rồi, con mau về đi. Con chưa xong mà. Không hiểu sao chú lại để cho con đào bới. Chú muốn con ra khỏi đây ngay lập tức. Tới giờ phải về nhà rồi. Được, mình chỉ đào một hố nữa thôi. Mà mình tìm được cái gì chú sẽ hết giận. Được rồi, cố lên, chắc chắn ở dưới đó phải có kho báu hay là bản đồ kho báu. Thật ra nó là gì cũng được hết. Vỏ chai nước suối, vỏ chai nước suối, lon nước ngọt, nước ép, khăn giấy chờ. Ngoài rác ra thì không có cái gì hết. Ai cần mấy cái túi siêu thị này đâu chứ. Không. Ôi không, bây giờ làm sao mà leo lên được. Chú Musty ơi, cứu con với chú Musty. Cứu con với. Nè Luna, con còn làm gì ở đây? Con kẹt rồi. Cứu con với. Cứu con với. Luna. Cứu con với chú Musty. Chú phải đi tìm người giúp. Ai mà cứu được con lên á. Được rồi, chờ một chút ở yên đó. Chú đi gọi cho đội cứu hộ liền. Nghiêm trọng vậy sao? Họ kiên quyết không chịu xin lỗi nhau hả? Mình thấy chú Wheeler vẫn còn rất là giận chú Musty. Vậy tụi mình có phương án nào khác không? Chắc có. Đội cứu hộ nghe đây. Nhà của chú gặp sự cố. Luna đang đào bới trước sân nhà chú rồi bị mắc kẹt ở dưới một cái hố rất sâu. Vậy hả chú? Bình tĩnh là đã chú Musty. Bọn con tới liền. Tất cả xuất phát. Đây nè. Bruno, cậu có sao không? Holly, mau kéo mình lên, mình sợ lắm. Bình tĩnh đi Bruno, tụi mình sẽ đưa cậu lên liền mà. Hayley, cậu xuống cài dây cứu hộ cho Bruno đi. Nhận lệnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Bọn mình sẽ đưa cậu lên đó liền. Roy, đã sẵn sàng chưa? Rồi, bắt đầu thôi. Roy, thả cần cậu xuống. Được, mình thả ngay đi. Rồi. Lên nào. Mình sợ. Không sao đâu Bruno, từ từ thôi Roy. Bruno, giữ chặt. Cậu có sao không? Mình không sao. Mình cũng vậy. Tốt. Giờ Amber dựng cây lên đi. Để đó mình. Rồi, thử lại lần nữa. Được thôi.
Cảm ơn các cậu. May là cậu không bị thương ở đâu. Tốt lắm. Cậu nói đi Bruno, sao cậu lại bị kẹt ở dưới đó vậy? Thật ra là mình ganh tị với Pop nên mình muốn tìm được cái gì, cái gì đặc biệt. Xin lỗi, mình nói thẳng nha, cậu làm vậy để được chú ý hả? Hy vọng mọi người hãy tha lỗi cho mình. Musty. Wheeler. Musty, ông có bị gì không vậy? Cái gì? Ông không thấy tôi vẫn khỏe hay sao? Nghe nói có tai nạn xảy ra ở nhà của ông. Tôi tưởng đâu là ông có chuyện gì rồi chứ. Ôi trời, ông đang lo lắng cho tôi à? Bạn bè thì phải vậy chứ. Wow, vậy là hai chú là bạn lại rồi hả? Chắc là vậy. Ủa, coi kìa, cái gì đây? Musty, ông nhớ trong đó có gì không? Đương nhiên là tôi nhớ rồi. Đó là cái hộp thời gian mà năm xưa chúng ta chôn xuống dưới đất. Ở trong đó có biết bao nhiêu kỷ niệm. Bruno, cậu đã tìm được một thứ rất tuyệt vời. Cuối cùng mình cũng tìm được rồi. Tìm được rồi. Nếu con không đào cái hố đó lên thì kỷ niệm của bọn chú sẽ nằm ở dưới đó mãi mãi. Bruno, bọn chú rất thích món đồ này. Vậy là hai chú đang khen con hả? Phải không? Chắc là vậy rồi. Hoan hô. Con cũng được khen rồi. Hey, cùng vẽ nào. Tốt, đi bên này. Con chào chú Builder. Chú chào con. Mọi việc ở công trường thế nào rồi chú? Đang rất tốt. Bây giờ con vẫn chưa thấy gì đâu, nhưng chúng ta sẽ sớm có một nhà ga tuyệt vời. Bọn con có thể giúp được gì cho chú không? Cảm ơn con, nhưng không sao. Bọn chú sẽ cố gắng hoàn thành trước giờ ăn trưa. Dạ, nếu chú cần gì cứ nói với tụi con nha chú. Chú biết rồi. Bọn con chào chú. Một, hai, ba. Nó không nhúc nhích. Bọn mình cần phải tìm một cách nào khác thôi. Về rồi đây. Chào các cậu. Chuyện sửa sang hàng rào hôm nay thế nào rồi? Bọn mình vẫn chưa làm được gì hết. Có chuyện gì vậy các cậu? Cậu thấy đó, bọn mình đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không di chuyển tảng đá này được. Cậu biết không, Pop có thể chuyển được, cậu ấy làm được dễ dàng thôi. Đúng, cũng may là trưa nay mọi việc ở công trường đã xong rồi. Cậu ấy sẽ có thời gian vào buổi chiều. Làm sao? Được rồi, các bạn đã làm rất tốt. Bây giờ nghỉ ngơi thôi. Bây giờ mình nên tiếp tục làm mấy việc và còn lại thôi. Nói lấy bóng đẹp mắt. Bắt lấy đẹp con. Bốc. Quăng trái bóng lại đây. Sao vậy? Cậu không chơi bóng với tụi mình nữa hả Bốc? Ủa, sơn của mình đâu rồi? Nè, sao con lấy sơn đi mà không nói với chú vậy? Chú phải đi tìm khắp nơi đó. Chú Builder ơi. Chào mọi người. Chào. Gặp hai người ở đây tốt quá. Ai đã vẽ bức tranh này vậy? Là họa sĩ Port đây vẽ bằng sơn mà chú đang sơn nhà. Nhìn bức tranh này đúng là sống động thật, giống như đoàn tàu đang di chuyển vậy. Chú có thấy vậy không? Chú nghĩ bức tranh này vẽ rất đẹp. Mà Amber, con chạy tới đây làm cái gì? Con đến vì có chuyện cần nhờ Port giúp. Wow, Port, cậu giỏi thật đó.
Công nhận cậu cũng đa tài thật đó. Mình đã nhìn thấy một bức tranh do chính Phốt vẽ. Phốt có thể vẽ tranh nữa sao? Có vẻ như không có gì mà Phốt không làm được. À, chờ đã, mình quay lại ngay. Có thứ này rất tuyệt vời, mình muốn tặng cho cậu. Quà tặng sao? Ta-da! Hả? Ờ, không phải màu vẽ của mình sao? Nó đó, cậu đã xin mình mua nó. Nhưng sau đó cậu lại nói không thích vì khó vẽ quá. Mình thật sự vẽ rất xấu mà. Được rồi, nếu cậu không từ chối thì mình sẽ tặng Phốt bộ màu vẽ này. Như vậy cũng hay, Phốt xứng đáng có bộ màu vẽ đó hơn mình. Scooby, có người vẽ khắp người anh rồi kìa. Cái gì chứ? Ai dám vẽ lên người mình vậy? Hả? Phốt đang làm gì ở đây vậy ta? Cái gì đây? Ôi trời. Vậy là còn nhiều hình vẽ ở khắp thị trấn sao? Trên tường dài đường, thậm chí trên người của Scooby cũng có. Nhưng cậu không nghĩ là những hình vẽ này thật sự rất đẹp hay sao? Cho dù là đẹp hay xấu thì cũng đã được vẽ nên mà không có sự cho phép của mình. Mình nghĩ là cậu nói đúng, nhưng mình không hiểu ai có thể làm được vậy chứ. Chính là Phốt. Cậu nghĩ như thế nào em bố? Có vẻ tất cả đều do Phốt vẽ. Còn nữa, Bossy đã thấy cậu ấy cầm hộp màu đi khắp nơi. Có lẽ chúng ta đã biết chắc ai làm chuyện này rồi. Mình không nên tặng cho cậu ấy hộp màu. Mình không nghĩ là cậu ấy đi vẽ khắp thị trấn như vậy. Đừng có lo, Jean. Mình tin là cậu ấy không cố ý. Đúng vậy. Trước hết chúng ta nên nói chuyện với chú Builder để chú ấy khuyên nhủ Pork đi. Chắc chắn là các con đã gặp không ít rắc rối chỉ vì Pork rồi. Được, được. Tất nhiên chú sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với Pork chứ không tức giận đâu. Sao lại vậy hả Pork? Phốt, nhìn giống bọn mình thiệt á. Chú Builder, có biết con đã gây bao nhiêu rắc rối cho thị trấn về những bức vẽ này hay không? Chú sẽ lấy cái này. Từ bây giờ con không được vẽ cái gì nữa hết. Xin lỗi. Từ bây giờ con không được vẽ cái gì nữa hết. Mình đã quá tức giận với thằng bé rồi. Mình nên đem trả lại hộp màu rồi nói chuyện tử tế với nó thôi. Nhưng thằng bé đã bỏ đi rồi sao? Trời ơi! Pork! Pork! Tôi là Jean, đội cứu hộ đây. Jean, tình huống khẩn cấp. Có chuyện gì vậy chú Builder? Tình huống khẩn cấp. Phốt đã được thông báo là mất tích. Hả? Đội cứu hộ hãy tới làm thiết bị ngay lập tức. Sẵn sàng.
Polly. Được rồi, có chuyện gì vậy chú? Chú đã quá tức giận với Pot về chuyện mấy cái hình vẽ đó. Thằng bé để lại bức tranh này rồi biến đi đâu mất. Chú thật sự không nên quá tức giận vậy. Nếu như có chuyện xấu xảy ra cho thằng bé giữa đêm hôm như vậy thì... Chú đừng lo, không có chuyện gì đâu. Bully, hả? Kiểm tra đi, có một ít màu ở đây. Ở đây cũng có nữa nè. Nếu chúng ta đi theo vết màu này, có lẽ sẽ dẫn chúng ta tới chỗ của Pot. Con nghĩ là sẽ tìm được Pot thôi. Chú đừng lo, cứ chờ ở đây đi. Được rồi. Ở đằng này. Đi thôi. Lại lên. Lối này. Pot. Mình không thấy dấu màu ở đâu nữa hết. Hả? Các cậu nghe thấy không? Là ở đây. Pot, cậu có sao không? Nhanh lên nào. Bây giờ rồi, an toàn rồi, đừng lo nữa. Mọi người đều rất lo lắng bởi vì đột nhiên cậu lại biến mất đó. Về nhà thôi. Cậu đang lo là mọi người sẽ không cho cậu trẻ nữa, có đúng hay không? Pot, không phải là chú Builder không thích cho cậu vẽ đâu. Chú ấy chỉ lo cậu sẽ gây rắc rối cho các bạn ở trong thị trấn thôi, cậu hiểu không? Ừ, chú Builder thấy rất có lỗi vì đã lấy hộp màu của cậu. Phải đó, mọi người nói đúng. Pot nè, cậu không cần phải lo về chuyện cậu sẽ không được vẽ nữa đâu. Đúng vậy. Vẽ tranh lên tường khu công trường là một ý tưởng tuyệt vời. Chú tuyệt vời quá chú Builder. Không chỉ vậy, cuối cùng chú đã nhận ra Pot tài năng như thế nào và thằng bé thích vẽ ra sao. Chú thật sự xin lỗi Pot. Chú cũng muốn cảm ơn con về những bức vẽ đáng kinh ngạc này. Bây giờ mình thật sự rất muốn làm họa sĩ rồi đó. Nè Pot, đưa mình coi vẽ đi. Một người bạn ở dưới nước. Kích cỡ này là không vừa rồi. Chào buổi sáng. Hả? Chào buổi sáng. Ê, cậu đang làm việc rất chăm chỉ đó. Kính viễn vọng dùng để dòm vật ở xa. Wow. Trông thật là tuyệt vời đó Chin à. Đúng vậy, nhưng mà có một vấn đề. Mình đang sử dụng những thứ không cần thiết trong trạm cứu hộ để làm kính, nhưng mà mọi thứ thì lại không tốt cho lắm. Cậu đừng lo, mình sẽ tìm giùm cậu những gì cậu muốn, chắc chắn sẽ có ích đó. Thật sao? Cảm ơn Haley. Mà nè, Roy đã đi đâu vậy? Roy đi đến cảng để kiểm tra các thiết bị chữa cháy, và cậu ấy cũng sẽ tới đó để gặp bạn của cậu ấy, Marin. Minh Minh, dừng lại đi. Mình biết là cậu đang ở đó mà. Đi ra đây coi. Marin. Rồi. Cậu có một chuyến đi an toàn chứ? Tất nhiên. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Mình xin giới thiệu người bạn đã đi cùng với mình. Bạn sao? Ở đâu? Minh Minh, xin chào. Đây là bạn của mình, tên Roy. Wow, một chú cá heo. Minh Minh không sao đâu. Cậu ra ngoài đi. Mình đoán là cậu ấy sợ mình đó. Không, Minh Minh chỉ nhút nhát chút thôi. Nếu như cậu tới gần hơn thì cậu ấy sẽ hát cho cậu nghe. Không biết là hát bài gì đây. Mình thích lắm. À, mình có thể giới thiệu Minh Minh cho đội cứu hộ làm quen không? Tất nhiên rồi. Wow, dễ thương quá. Xin chào, mình là Amber. Mình là Polly. Còn mình là Jin. Mình là Haley.
cái gì? Cậu ấy trốn rồi. Mình đoán là Minh Minh thật sự rất là nhút nhát. Nhưng mình nghe nói là cậu ấy sẽ hát khi chúng ta tới gần hơn. Thật sao? Miên Miên, chúng ta làm bạn đi. Lạnh lùng quá. Xin lỗi Miên Miên, mình không có ý làm phiền cậu. Hả? Hả? Miên Miên. Mình không biết cậu có sử dụng cái này được không, nhưng mình tìm thấy mấy cái này. Wow, Haley, cảm ơn cậu nhiều lắm. Có vẻ như mọi thứ đều rất hữu ích. Mình cảm thấy vui lắm. Nè các cậu. Hả? Bully. Khuya như vậy rồi các cậu còn đang làm gì ở đây vậy hả? Mình nghĩ rằng mình có thể nhanh chóng làm xong kính diễn giọng. Bởi vì mới nãy Haley mang đến cho mình nhiều thứ hữu ích lắm. Không có gì mà Haley không thể tìm thấy được. Đúng vậy. Haley, khi mình làm xong cái kính, mình sẽ cho cậu sử dụng đầu tiên. Quang ngô, với cái kính này thì mình có thể nhìn thấy Miên Miên từ xa rồi. Hả? Miên Miên? Ừ, Miên Miên phun nước vào mặt mình nên mình không thể lại gần cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cảm thấy sợ mình. Có lẽ không phải vậy. Lý do Miên Miên phun nước có thể là vì cậu ấy đang thở mà thôi. Đúng vậy. Nè, cá heo khác với các loài cá khác, vì vậy nó cần không khí để thở. Khi nó thở thì nước sẽ chảy ra cùng lúc luôn. Cũng có thể là vậy, nhưng không có cách nào để đến gần cậu ấy hơn. Nếu gặp thường xuyên thì cậu có thể đến gần hơn. Đúng vậy đó Haley, cần phải có thời gian. Mình thật sự rất muốn Miên Miên hát cho mình nghe. Mình ngủ ngon quá Miên Miên, cậu ngủ có ngon không vậy? Ủa? Miên Miên, Miên Miên, cậu sao vậy? Cậu bị bệnh có phải không? Cuối cùng thì mình cũng đã làm xong kính diễn giọng rồi. Wow, điều đó thật là tuyệt vời. Haley, hả? Cậu sử dụng đầu tiên đi. Thật sao? Wow, mình thấy rồi. Nào. Wow, mình có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ mà không bị che khuất. Cậu thật tuyệt vời đó Jin. Không có gì hết. Hả? Jin của đội cứu hộ nghe đây. Jin, mình cần giúp đỡ. Marin, có chuyện gì? Miên Miên, hình như cậu ấy bị bệnh. Cái gì? Miên Miên bị bệnh sao? Mình nghĩ chúng ta nên đưa Miên Miên tới bệnh viện. Các cậu có thể tới giúp Miên Miên được không? Tất nhiên rồi, mình sẽ cho đội cứu hộ tới đó ngay. Miên Miên, cố lên nha. Đội cứu hộ sẽ tới sớm thôi. Miên Miên. Miên Miên. Miên Miên. Marin, giúp mình đi. Miên Miên bị chìm xuống dưới biển rồi, không thấy cậu ấy nữa. Cái gì? Chúng ta phải tìm cậu ấy ở khắp mọi nơi. Chúng ta phải tìm thấy Miên Miên trước khi có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Marin, đừng có lo lắng, tụi mình sẽ đi cứu Minh Minh đây. Bully, hãy sử dụng kính diễn giọng. Mình nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn thấy được vị trí của Miên Miên. Được rồi,
Vậy cậu mang kính viễn vọng tới đây đi. Được rồi. Đợi Haley trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu Minh Minh. Được rồi. Sẵn sàng rồi. Rồi. Mình biết rồi. Các cậu. Haley. Được rồi, cậu hãy đánh dấu vị trí chính xác. Được rồi. Miên Miên. Xong rồi nè Polly. Rồi, cậu cái lồng cứu hộ xuống. Mình làm đây. Cậu xuống. Chút nữa. Đúng rồi. Ôi không, Miên Miên không muốn vào trong lồng cứu hộ. Cái gì? Mình nghĩ Miên Miên đang sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Miên Miên không vào trong đó? Minh Minh, cô đừng có sợ nha. Tụi mình sẽ cố gắng cứu cậu. Đúng đó Minh Minh, xin hãy vào trong. Tin tưởng chúng mình đi. Miên Miên, đi vào đi. Miên Miên. Làm ơn. Miên Miên. Miên Miên, cậu vào trong đi. Vào rồi, Miên Miên vào rồi. Miên Miên. Bây giờ mình sẽ nâng lên. Maureen, đừng có lo lắng, tụi mình sẽ đưa Miên Miên tới bệnh viện an toàn. Cảm ơn mọi người. Rồi, sẽ chăm sóc cho Miên Miên thật tốt. Đừng lo lắng. Được rồi, chúng ta đi thôi nào. Được. Polly, Miên Miên đã khỏe lại rồi. Miên Miên, chúng mình rất vui mừng. Miên Miên khỏe mạnh trở lại là nhờ vào các cậu. Giờ cậu ấy cảm ơn các cậu đó. Sao mọi người có thể vứt rác lung tung ở trên biển vậy? Đúng vậy, vẫn còn có rất là nhiều động vật giống như Miên Miên đang sống ở dưới biển. Để cái này ở đây thì mình tin rằng sẽ không có ai vứt rác lung tung xuống biển nữa. Và tụi mình sẽ yêu cầu những người ở trong thị trấn phải bảo vệ biển và phải yêu thương động vật. Cảm ơn mọi người. Miên Miên, đừng để bị bệnh nữa nha. Miên Miên đang hát đó. Wow, bây giờ chúng ta đã là bạn của nhau rồi đúng không? Hả? Mình nghĩ bài hát của Miên Miên nghe hơi lạ tai một chút đó. Không chỉ lạ tai thôi đâu, cậu ấy thật sự hát rất là khủng. Vậy thì đỡ hơn mình rồi, các cậu chỉ nghe có một lúc thôi. Nhưng mình phải nghe suốt đường đi tới lúc cập bến đó. Cái gì? Tai nạn sấm chớp nguy hiểm. Tất cả thành viên đội cứu hộ lập tức đi ra đây nào. Mình có chuyện thông báo. Jean, có chuyện gì vậy? Dự báo thời tiết cho biết bắt đầu từ ngày mai sẽ có dông bão ập đến. Nhưng trời còn đẹp lắm mà. Chúng ta không thể dự đoán chính xác thời tiết sẽ ra sao hết. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị. Chúng ta cần cố gắng giảm thiểu mức độ thiệt hại sẽ xảy ra trong thị trấn. Được rồi. Người dân của thị trấn Rum xin lưu ý, đây là dự báo thời tiết khẩn cấp. Bắt đầu từ sáng mai sẽ có sấm sét kèm theo mưa lớn. Vì vậy hãy thận trọng khi gặp phải sấm sét. Nếu nghe thấy tiếng sét gần đó thì mau đi trú ngay và tránh sử dụng thiết bị điện tử. Chúng ta phải cẩn thận. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình bị sét đánh trong khi đang chở tụi nhỏ chứ? Khi chuyện đó xảy ra thì tụi nhỏ sẽ không sao, miễn là ngồi yên trong xe và không đi ra khỏi xe là được. Tuy nhiên Scooby, cậu phải cẩn thận hơn nữa, vì sấm sét cũng có thể gây hại cho cậu rất nhiều đó. Được rồi.
còn nói là nếu chú nghe thấy tiếng sét thì không nên cầm bất kỳ đồ đạc bằng kim loại, ví dụ như cái này cũng không được, đúng không? Dạ, ví dụ như chùa hay cần câu cũng rất nguy hiểm. Điện có thể tập trung ở thanh kim loại và sau đó đi qua cơ thể của chú đó. Đúng là đáng sợ quá đi à. Cột thu lôi trông có vẻ an toàn đó, nhưng khi nghe thấy tiếng sấm sét thì mọi người nhớ là phải trú ẩn ở một nơi an toàn và đừng bao giờ đi ra ngoài đường nhé. Được, cô đã hiểu rồi. Hayley, anh đang làm gì đó? Đây chính là cột thu lôi, một thanh kim loại thu hết sét vào trong đó. Làm thế nào cây nhỏ như vậy có thể bảo vệ tụi em? Nếu lắp nó trên một tòa nhà thì khi có sét nó sẽ thu hết sét vào và sét sẽ theo dây dẫn đi xuống dưới mặt đất. Sét có thực sự đáng sợ vậy không? Cực kỳ đáng sợ, bởi vì sét có thể làm cho một tảng đá bị bể làm đôi. Wow! Sấm sét ầm ầm và làm đổ tung lên hết. Các cậu có biết sét được tạo ra như thế nào hay không? Mình biết nè. Đó là khi những đám mây trên bầu trời bùng nổ, giống như khi chúng ta đập đầu vào tường và sau đó bắt đầu nhìn thấy ngôi sao á. Không đúng. Mình nghe người ta nói sấm sét chỉ xảy ra khi ông trời đang trừng phạt những người làm điều xấu mà thôi. Hai cậu nói sai rồi. Sấm sét xảy ra là khi các vị thần đang có một cuộc chiến trên bầu trời. Ngọn giáo được tạo ra từ tia sét, và khi ném ngọn giáo vào những tấm khiên thì âm thanh lớn sẽ phát ra. Cái gì chứ, thật là điên rồi. Không có điên đâu, 100% đúng á. Cậu không biết rồi, mình cá là cậu chưa bao giờ thấy sấm sét hết đó. Cái gì? Được rồi, ngày mai khi cơn bão ập tới thì chúng ta có thể thấy câu chuyện về sấm sét là chính xác hay là không thôi. Cậu muốn nhìn thấy sấm sét sao? Nhưng mà cách nào đây? Chúng ta sẽ đi đến đồi Galaxy, vì đó là nơi cao nhất trong thị trấn. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy sấm sét xuất hiện. Được rồi. Xong rồi. Jin, các cậu đã về rồi. Mọi người đã tuần tra hết thị trấn chưa? Mình thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà Jin, tại sao cậu kêu chúng mình tới đây vậy? Ta-da! Vì cái này nè, mình đã phát minh ra một con chip mới sẽ bảo vệ các cậu khỏi tia sét. Khi con chip này hoạt động thì nó sẽ có thể bảo vệ an toàn cho các cậu, dù sét đánh mạnh tới mức nào đi chăng nữa. Wow, đúng là tuyệt vời quá Jin. Vậy thì mình sẽ được bảo vệ an toàn khi phải giải cứu ai đó, ngay cả khi có tia sét nguy hiểm. Tất nhiên rồi. Vậy ai muốn là người đầu tiên thử đây? Mình sẽ dùng thử. Jin, cậu có chắc là an toàn hay không? Sẽ ổn thôi mà. Rồi, bây giờ mình sẽ cài chip. Các cậu đang lo lắng điều gì? Mình luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu mà. Holly, cậu sẵn sàng chưa? Rồi. Cậu hãy thử bật chip lên đi. Bật lên nào. Wow, thật tuyệt vời. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ tạo ra một số tia sét. Có sao không Holly? Wow, điều này thật sự đáng kinh ngạc đó. Tia sét đánh vào mình nhưng mà mình không cảm nhận được. Việc của mình đã hoàn thành một nửa rồi. Hoàn thành một nửa là sao? Có nghĩa là chiếc bảo vệ này chưa hoàn hảo hả? Phải, mình không biết chiếc khiên có thể chịu được khoảng thời gian bao lâu, nên vẫn cần thêm một số thử nghiệm nữa. Cái gì? Chúng ta hãy hy vọng thời tiết ngày mai không tệ như chúng ta nghĩ. Rồi đi. Tại sao lại đến muộn như vậy chứ? Mình đã chờ đợi ở đây rất lâu. Xin lỗi rồi đi, vì khi ông mình không để ý thì mình mới lẻn ra ngoài được. Được rồi, chúng ta nhanh chóng lên đỉnh để thấy sấm sét đi. Trời mưa quá, mình nghĩ nên đội nón đi, như vậy an toàn hơn. Rồi đi, đừng có đi xa hơn nữa, đường trơn quá, mình bị trượt mấy lần rồi. Mình cũng vậy. Thôi nào, chúng ta phải tiếp tục. Nếu chúng ta không đến nơi cao nhất thì sẽ không biết sấm sét từ đâu mà ra đâu. Chúng ta sắp đến rồi, cố lên. Mình không nên đến đây, trời tối dài lạnh nên mình sợ quá. Đúng vậy, trời mưa lớn quá. Mình nghĩ các cậu nói đúng. Có lẽ chúng ta có thể để trong cái hang đó. Yeah. Đúng ra mình không nên đến đây, trời tối dài lạnh mình sợ quá. Chúng ta chỉ cần chờ thôi, mình chắc chắn sẽ có sấm sét ở đâu đó mà, các cậu đừng có dở. Mình sợ quá. Những người khổng lồ trên bầu trời sẽ bắt đầu trận chiến của họ, các cậu đi nhanh đi. Bây giờ mình thấy sợ lắm. Mình cũng vậy, mình không muốn đi. Hai cậu bỏ cuộc sớm như vậy hả?
Mình sẽ ra ngoài xem tia sét, còn các cậu thì cứ ở trong này đi. Mình không biết họ sợ cái gì nữa. Ôi không, Ben ơi đâu đi, giúp chúng mình chết. Chúng mình bị Ben chạy trong nhà. Mình nghĩ là thời tiết xấu hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta rồi. Phải. Hy vọng mọi người trong thị trấn được an toàn. Mình cũng vậy. Hả? Dạ đội cứu hộ, Jin nghe đây. Giúp coi, tụi em có chuyện rồi. Chuyện gì vậy Rudy? Tụi em đến đồi Galaxy, nhưng khi sét đánh thì Benny và Benny bị mắc kẹt ở trong hang rồi. À, và sét đánh ở khắp mọi nơi, em thật sự rất sợ. Đừng lo lắng Rudy, đội cứu hộ sẽ tới đó liền mà. Em đến nơi nào đó an toàn trước đi, nhớ là đừng có đứng dưới gốc cây. Em hiểu chưa? Dạ. Mọi người có nghe thấy không? Mau tới đó ngay lập tức. Đúng rồi. Chờ chút, tụi anh sẽ tới giúp em. Haley, đưa Rudy tìm nơi trú ẩn đi. Hiểu rồi. Hai cậu, đi theo mình. Được. Rudy, chúng ta đi thôi. Dạ được. Ủa? Polly, không dễ dàng đến gần hang bởi vì đang có sấm sét. Đúng rồi, rồi. Giờ mình sẽ đi lên ngọn đồi để hút hết tia sét. Các cậu hãy đưa tụi nhỏ ra ngoài. Cậu nói hút hết sét là sao? Đừng nói với mình là cậu định sử dụng khiên chống sét nha. Cậu có thể làm vậy, nhưng không biết cái khiên đó chịu đựng được bao lâu. Bây giờ đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Và chúng ta thật sự không còn thời gian để lãng phí đâu. Các cậu hãy tin tưởng mình. Được rồi, hãy cẩn thận. Khiên hãy hoạt động đi. Được rồi, tới đây nào. Tất cả tia sét đang đánh vào người Polly. Phải, đi thôi Amber. Sợ cái đèn mì này. Mình cũng sợ. Đây là đội cứu hộ, mọi người sẽ đưa tụi em ra ngoài. Sẽ rất nguy hiểm, vì vậy hãy tránh xa lối vào. Dạ được. Nhanh lên, cái khiên bảo vệ đang trở nên yếu đi. Cố lên. Các em ra đây đi. Dạ được. Mau đi theo chị. Polly, mọi người đã an toàn rồi. Chị hiểu rồi. Vậy tụi em đến đây để tìm hiểu sấm sét đến từ đâu sao? Dạ. Nhưng tụi em không nên ra ngoài một mình trong thời tiết như thế này, và đặc biệt là không được đến gần sét. Như vậy thật sự rất là nguy hiểm. Đúng vậy, mặc dù tia sét trông rất thú vị khi nhìn từ xa, nhưng đó là một dòng năng lượng điện cực kỳ mạnh và có thể gây ra rất nhiều thiệt hại. Vậy tia sét chỉ là năng lượng điện thôi sao? Điện được tạo ra trên bầu trời như thế nào vậy? À, đơn giản thôi, để chị giải thích cho tụi em hiểu. Khi hai đám mây tích điện trái dấu lại gần nhau, hiệu điện thế có thể lên tới hàng trăm triệu volt, nên sẽ có hiện tượng phóng tia lửa điện và tai trông thấy tia chớp vài giây sau mới nghe tiếng nổ. Đó gọi là sao? Thấy chưa? Mình nói đúng mà. Ý cậu là sao? Những gì cậu nói đâu có đúng đâu. Cái gì chứ? Đừng cãi nhau nữa. Bây giờ chúng ta cũng đã tìm được lý do thực sự rồi mà. Đúng vậy. Có vẻ như cơn bão đã tan. Bây giờ tụi anh đưa tụi em về nhà nha. Người nhà tụi em sẽ lo lắng cho tụi em nếu biết tụi em đã đi ra ngoài.
anh nói đúng. Mình mới về nhà thôi. Nếu ba mình tức giận thì chắc là sẽ đáng sợ hơn tia sét nữa. Mình cũng vậy.